Ơi, Đại Lúa xin chào mấy chú cô bà con nông dân, một ngày mới tốt đẹp. Chúc cho mấy chú cô bà con mình trúng mùa được giá. Là bữa nay mình cho lại xịt thuốc cho bà chị hổm mình xạ phân rồi đó. Bữa nay là xịt thuốc đó. Là cái giống lúa OM18 nè. Là lúa này được 46 ngày đó, xạ phân cách đây 2 ngày đó. Là bữa nay xịt cử thuốc này là cử thứ ba đó, cũng đậu sâu mò bệnh đồ luôn đó, chứ không biết có xịt nuôi đồng cho đồng to gì không. Đây cái này là gì, đó à, chai bự này luôn hả? hai chai bự luôn á, hai chai đó này. Này là thuốc sâu trị con trùng. Hai hai chai này là ghê. Cái này đậu ôm. Cái này là đậu ôm. Cái này cũng trị bệnh luôn. Này trị bệnh nè, đó, trái bì lá rồi. Cái này nano kẽm này của An Phát Nông đó, xanh lá dưỡng cây xanh lá nè. Chai này chai này xịt 10 bình, chai này cũng 10 bình luôn. Rồi chai này cũng 10 bình luôn. Chai bự này cũng 10 bình luôn. Kẽm. Này cũng thuốc trừ bệnh luôn. Cái đó cũng cặp không đó. Thuốc trừ bệnh nè chị, đủ thứ hết. Đốm vàng, ung thư trên lúa nè, rồi tuột lá chân, lá ủ luôn đó. Cái chai bự này đây, 20 bình, hiện chai này 10 bình chứ nhiêu. Ừ, chai 10 bình. Đó, này là xịt cử thuốc lần 3. Này là khu đất Chi Tô Mang Giang mấy chú bà con mình. Là lúa bữa nay được 46 ngày. Cái này thì chỉ cái này nó gần cây cho nên nó phước nó còn xanh phủ lá. Mà bữa đó thì mình giải chỉ có mấy hộp thôi đó. Không có nhiều, xích ra mà đó là giải mới nhiều đó. Đó không, ngoài đó nó có trớn đó. Mặn hổm giải thì cũng có phân cò. Nó trộn thì mớ kali không à đó. Thank you.
nay là xịt cử thuốc lần 3 mấy chú cô bà con mình. Đó là cái giống lúa OM18. Đó là giai đoạn 46 ngày. Hổm thì cũng có xạ phân rồi đó. Thì xịt cũng mấy cái loại thuốc mà nãy mình cũng chia sẻ hiệu thuốc rồi đó. Là thuốc sâu. Mà thuốc bệnh thì hà tới 3 thứ. Cái này xịt bả xịt thuốc bệnh là chỉ này cho có loại thuốc cho cây ăn trái nữa. Cái bà chị này thì bả mặn bả cũng tiết kiệm, bả cũng theo cái lượng thuốc như bả mua lúc trước thì hai cử đầu bả xịt thuốc rẻ tiền. Đợt này xịt thuốc nó hơi mắc mắc chút. Xịt ba cử rồi, đợt trước là xịt ngừa thôi. Đó, giai đoạn này thì lúa nó cả nó có đồng rồi, nó lên cao rồi. Đó, 46 ngày thì nó cũng lên 5 6 phân rồi. À, cái giống lúa OM này á, cái này bỏ mặn cũng cao, cũng không có lùng. Mà điều cái thì lá nó cũng hết. Đó. Tại lúc trước thì bả xạ nó lá nhiều quá sợ, đợt sau này bả xạ phân bả xài con cò không à. Rồi gì bây dặn thêm kali nữa cho nên lúa nó mới đứng lá lại. Sáng sớm nó không có phủ lá nè, mùa sương nó đáp rồi nó không có phủ lá. Thì cái kỹ thuật này thì chỉ bằng cũng hạ tiện nó, màu phân thì cũng nặng lắm đó, phân thì cũng nặng 6 mấy ký phân. Sáu mấy ký phân rồi mà bả thì là dứt phân rồi đó, mà không biết nó để coi lúa nữa, rồi coi lúa nó làm sao mới giải rước hạt, còn mới là khỏi giải. Mà giải rước hạt thì công cũng cỡ 5 ký nữa, không nhiều nữa đâu đó. Thì cỡ khoảng 70 ký trở lại à, và nói vậy đó thì hiện giờ là 6 mấy ký rồi đó. Rồi cái này mình cũng xin nhắc lại. Cái này là khu đất Chi Tôn, An Giang. Nó này giống lúa OM18. Nó là xạ giống 25 ký. Công tầm cắt 1.296 m² đó mấy chú bà con mình. Đó, lúa này cũng không có dày gì mấy đâu. Đó. Là bữa nay xịt thuốc. Nó xịt lần 3. Đó. Video đến đây là hết. Mà xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.